Ok. Xin chào mọi người. Đây là bữa ăn hàng ngày của Romulus. Nina đói lắm rồi, bác Nina phải chờ. Đây nha. Hôm nay thì chủ bận cho nên là tất cả chúng ta đều phải ăn hàng. Đây. Mọi người cái cốc xanh này này, cái cốc xanh vuông này là nếu vào bằng miệng này là đúng hai lạng. Đây là một cái bữa, đây là bữa chiều. Sáng được ăn nhẹ rồi. Một bữa ăn của nó là hai lạng. Cái cốc này nhá, cốc này nó có tay cầm này và sơ sẩy ra là để cho chúng nó ấy, cho nên là hỏng cốc mất rồi. Nước lọc không từ phải cho nước vào để cho hạt nó đỡ khô. Bây giờ thì cho con không cần phải gì nữa rồi, nước nha chibi. Từ từ nào, cho nhỏ. Ok, xong rồi chibi này, nano lớn này, lớn này, lớn này, lớn này, nhỏ này. Đây nha, đây là phần của Nina này. Từ từ, chưa được. Đừng, Nina đói quá rồi, để cho Nina ăn trước vậy. Đây Nina ăn đi, của Nina đây. Đây của Nina. Ba phần này với nhau. Siro ra đây nào, siro, siro, siro này đấy, có siro, đây, siro không thích à? Đây, ăn được cái quả đây là của Umi. Mi từ từ, mấy đứa lớn thì. Merci. Merci. Là Yumi. Đấy, đi. Rồi, siro ăn đi, siro đứng ở trong này. Đây. Nhai kỹ. Hôm nay hạt cho to hết rồi. Cho nên là cho ăn chung cái hạt cho con. Thành ra là chúng nó bị ăn vội là bị hóc. Hôm nay là phải dùng hạt nhỏ ăn vội là bị hóc. Mọi người có nghe thấy tiếng sấm không? Hôm nay là một ngày mưa, có mưa có sấm. Mưa gió sấm chớp. Rồi, để xem thời gian bao lâu thì cho nó ăn xong một bữa. Đây là mọi người xem thực tế nha, thực tế xem cho nó ăn bao lâu xong một bữa. Cái chibi này thì là mình cho to mỗi con một thìa một người, cho to này.
nó còn một thìa bù quanh năm nhé, một thìa rưỡi tùy giai đoạn thay lông thì một thìa rưỡi. Cái nano này không phải là chỉ có cho con với bù đâu, cho to cũng bù một hoặc hai viên một ngày, cho con thì nhiều hơn. Là xì ăn thử tốn này, khi là xong rồi còn khi là nhặt chắc lốt một phần khi là siro ăn chậm nhỉ? Ừ. Ăn đi, phần của siro. Đấy là phần của siro. Phần của siro của siro kia. Đây cho Nina xem cái bát này đi. Nó bé quá, Nina có ăn. Nào. Nina xích ra để cho con lên cháu ăn đã. Để cho cháu ăn. Siro cũng còn này. Nào, không có leo veo vào phần của con. Hôm nay là cho Nina ăn nhiều hơn. Nina là một ngày được ăn 3 bữa, nhưng mà bữa này là cho Nina ăn 2 lạng là nhiều. Bình thường là 3 bữa của Nina là mỗi bữa 1 lạng rưỡi, sáng chiều và bữa trưa 1 lạng. Thế là Nina cho ăn 4 lạng. À, Jungi không ăn ạ? Hôm nay là Jungi được đi chơi, cho nên là từ Jungi được đi chơi cho nên là Jungi, phần của Jungi là gần như cũng còn nguyên, nhặt đúng viên canxi. Nào ba đứa xích ra đây, không có che chắn rồi, xích ra đây, không che chắn, che hết phần đấy. Hôm nay là chị Jungi được ăn vặt này, cho nên là chị Jungi ăn để thừa nguyên lại này, ăn đúng một viên canxi này, mất đúng viên canxi. Thì cái phần này sẽ chia cho ba đứa chia đều nhá. Đây, xì này, xì này, xì rô. Đây là cái lý do mà tại sao nhà nhiều hộp này như vậy, bởi vì là từ cho con cho nhỏ tất cả đều ăn, mà nó khác biệt với này cái khách chăm của mọi người chỉ có một chút vậy thôi.
để hôm nào kể chuyện về cái chibi này cho mọi người nghe. Nguồn gốc của chibi. Rồi chơi đi. Rồi, đã xong bữa. Rồi, chơi đi, để anh tráng cái bát đi. Bát được cái rửa dễ. Chiết nước cái này xong. Nha, mấy đứa ngồi yên đi chơi nha. Mấy đứa ngồi yên đi chơi nè. Nằm đấy chơi nè. Phải rồi. Nằm đấy chơi để anh đi anh rửa cái bát. Nha. Nằm kia đấy. Siro vào trong nhà đấy. Vào trong nhà, vào trong nhà. Vào trong nhà đi. Yeah.